Ta cũng ôn lại những câu chuyện bóng đá từ ngày xưa, kể từ thời điểm năm 1975, khi tháng 4 năm 75. Sau đó thì chúng ta đã có những cái hòa nhập và bây giờ phát triển và đỉnh cao là chúng ta bằng có cái AFF Cup này, rồi SEA Games năm ngoái, đúng không? Đó, những huy chương vàng rất là đáng ghi nhận. Bóng đá Việt Nam đã được đánh dấu cái sự thống nhất trở lại, đúng không? Là vào cái thời điểm mà trận đấu giữa Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn, đại diện Tổng cục Đường sắt đại diện cho bóng đá miền Bắc và Cảng Sài Gòn đại diện cho bóng đá miền Nam. Còn trước đó thì bản thân bóng đá miền Bắc và bóng đá miền Nam cũng đã có những bước phát triển mà tôi cho rằng là cũng hết sức ấn tượng rồi, đúng không? Chúng ta đã có những đội bóng đá ngang ngửa với một cường quốc lớn hồi đó, đó là bóng đá Trung Quốc chẳng hạn, so với rõ ràng là so với tiềm lực các thứ là họ hơn chúng ta, nhưng mà bóng đá chúng ta không hề thua kém. Bóng đá miền Bắc đã đi du đấu nhiều lần, trong đó là đội thể công, đúng không? Bản thân đội Tổng cục Đường sắt trước khi đá cái trận với cả Sài Gòn cũng đã đi du đấu Trung Quốc và cũng đã có kết quả cũng ngang ngửa, thắng 3 thua 4, cũng là xem xếp, đúng không? Còn bóng đá miền Nam, Việt Nam trước đây thì đã từng đoạt CF game rồi, đó là cái một thành tích rất là ấn tượng rồi. Thì trận đấu đó thì chúng ta nhớ rằng là Tổng cục Đường sắt đã vào thành phố Hồ Chí Minh hồi đấy và thi đấu với cả Sài Gòn và đã có giành được chiến thắng với tỷ số là 2-0. Nó như đánh dấu một cái sự hòa nhập trở lại. Mỗi đó là Tổng Đường sắt chứ không phải là thể công. Đấy. Nó cũng có một cái điều kiện gọi là thực tế vào giai đoạn đó, vì đội Tổng cục Đường sắt là một trong những đội mạnh của miền Bắc thời điểm đó. Ở miền Bắc giai đoạn những năm 75 76 ấy thì Tổng cục Đường sắt thậm chí còn mạnh hơn Công an Hà Nội. Họ thường đâu đó có những cái vị trí ở khoảng vị trí thứ hai, thứ ba của các giải hạng A. Và cái giai đoạn đó thì lứa mà Tổng cục Đường sắt vào Nam thi đấu với Cảng Sài Gòn ấy, thực ra cũng là lứa sau này đã từng giành chức vô địch quốc gia lần đầu tiên năm 1980 khi giải Việt Nam thống nhất đầu tiên có ấy. Thì họ cũng là những người đấy, ví dụ như ông Mai Đức Chung, ông Phạm Kỳ Thụy, ông Nguyễn Minh Điểm, ông Hoàng Vâng, vâng Gia. đấy là đội đội hình nha, để tôi đọc qua đội hình của hai đội như Cảng Sài Gòn và Tổng Đường Sắt này. Tổng Đường Sắt thì hồi đấy là thủ môn là Trường Sinh này, hậu vệ Từ Như Quang, Thế Vinh, Phương Tròn, Lê Khắc Chính, chính cối đấy đúng Anh không? Khắc Chính. Ông tiền vệ Lê Thụy Hải từng là huấn luyện viên nổi tiếng rồi đúng Rồi. không? Phạm Kỳ Thụy, Ngô Thế Thành, tiền đạo Mai Đức Chung, anh Chung Xe Ca đấy là Đúng huấn rồi. luyện viên đội nữ bây giờ đấy, mà Đúng bọn chúng rồi. ta biết rằng là có công rất lớn với bóng đá nữ đấy, rồi anh Minh Điểm, anh Hoàng Gia Điểm tức là Minh đấy. Điểm Hoàng Gia là những người có thể chơi ở tiền đạo biên, anh Mai Đức Chung là người đá ở vị trí trung phong. Thế thì tôi nghĩ rằng đấy là những con người cũng phải nói là rất là tiêu biểu ở thời điểm đó. Nhưng mà thời điểm đó thì nó có rất là nhiều lý do, đặc biệt là với vấn đề an ninh, nên đội bóng mang, thực ra đó là thời điểm năm như năm 70 thể công là đội mạnh nhất, nhưng cái yếu tố mà để cho đội bóng quân đội xuất hiện thì nó sẽ kèm theo rất nhiều những yếu tố mang tính an ninh an toàn khác, Đúng rồi. dẫn đến cái việc mà trận đấu mà giữa cả Sài Gòn và thể công nó không diễn ra, mặc dù nó cũng đã có dự định được 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 diễn ra đâu đó vào khoảng tháng 12 năm 2000 năm 1975. Từ tháng 8 đến năm tháng 11 năm 1975 thì thể công đi tập huấn ở Cộng hòa Dân chủ Đức, một cái chuyến tập huấn kéo dài 4 tháng, đá 28 trận với tất cả những đội, gọi là có rất nhiều những đội bóng hạng A như là Caggiana hay là Auberliga đấy à? tất Auberliga cả các đội bóng mà hàng đầu mạnh Đức, của ở thời điểm Cộng hòa mạnh ở Dân Đức chủ ấy, Đức, Đông thì Đức đấy. đội thể công được gặp tương đối nhiều. Nhưng cái chuyến chiến du đấu đó nó là một cái sự tích lũy rất là tốt để cho thể công có thêm những cái năm tháng thành công nữa vào những năm 70. Nhưng ngay sau cái chuyến đi về đó thì mặc dù có kế hoạch thì đội thể công đã được gọi là bố trí đội hình chính và ban huấn luyện đi máy bay của Interflug, bay 2-3 chặng, đi đến gọi là 20 mấy, gần 30 tiếng ấy, mới về đến Hà Nội. Tức là nó đi vòng vèo lắm, cũng gọi là Pakistan rồi Tashkent Karachi các rồi thứ Karachi này trước kiểu ấy, thế. thì rồi mới về đến Hà Nội. Đấy. Trong cái đó đội hình dự bị gồm những cầu thủ trẻ này, những người mà đội quân khu lên thì sẽ đi tàu về trước nhưng mà vẫn về sau. Đi tàu tức là lên Đương tàu nhiên phải trước phải đi nhưng xuyên qua mà Trung Quốc đi mà. đi vòng đấy, đi vòng đấy thì về, nhưng cuối cùng thì là cái chuyến gọi là vào Nam thi đấu ngay lập tức của thể công nó không xảy ra, mà đến tận tháng 5 năm 1979 thì mới có trận đối đầu trực tiếp giữa Cảng Sài Gòn và thể công. Trước đó thể công vài tháng thì thể công đã vào Sài Gòn nhưng chỉ đá một trận mang tính nội bộ, nhưng cũng cả mấy vạn khán giả xem ấy, là ở sân quân khu 7, đá với đội quân khu 7. Nhưng mà rồi đến năm 79 thì họ mới được đá một trận chính thức, và khi đó người ta mới bảo rằng đấy mới là trận đấu của hai đội vô địch của hai miền. Đấy, thì trận đấy thì thể công cũng thắng cả Sài Gòn 2-1. Nhưng mà cái dấu mốc lịch sử thì đúng là trận cả Sài Gòn với Đường Sắt, đúng vẫn là một cái yếu tố mà nó mang gọi là tính gọi là điểm Chính thức mốc đấy, điểm chính thức mốc đấy. chính thức đấy. Vâng, hồi đấy thì là đội cả Sài Gòn gồm có thủ môn Lưu Kim Hoàng này,
hậu vệ là Tam Lang này là ông Phạm Huỳnh Thăng Lam đấy, đúng không? Huấn luyện viên trưởng đội cảng sản Sài Gòn nhiều năm và đội tuyển quốc gia nữa, đúng không? Trợ lý đội tuyển đấy. Ông Lê Đình Thăng này, ông Vinh Quang, ông Tấn Trung, tiền vệ là Mười Xìu, ông Dương Văn Thà này, tiền đạo Nguyễn Văn Ngọc, Trần Văn Sinh, Tư Lê và Nguyễn Văn Ngôn đều là những tên mà nổi tiếng bóng đá miền Nam. Anh Huy nhớ gì về thời điểm? Đây là đội hình rất là xuất sắc. Phần lớn là những cái danh thủ trước năm 1975 rồi. Và đây cũng là một lối cầu thủ khai sinh ra cách chơi của cả Sài Gòn. Một cái lối chơi nhuyễn nhỏ, giàu tính kỹ thuật và mang tính trình diễn. Thì thời điểm bây giờ không khí nó rất là căng. Tôi biết là bản thân đội thể công mãi về sau mới vào là cũng bởi vì bộ đội Việt Nam là phải bách chiến bách thắng, vào những ngày thua cái là có không, cái là không tốt thì đường sắt đi trước mang tính mở đường, và lúc bây giờ thì cả cảng Sài Gòn lẫn thể công, cái dàn cầu thủ đấy đều qua đỉnh cao phong độ rồi. Tất nhiên có những người ghế gần lên, nhưng cơ bản những cái lứa hay nhất của cái giai đoạn trước giải phóng là đều qua đỉnh cao rồi. Thì họ gặp nhau trận đấu năm 1979. Bản thân phía cảng Sài Gòn thì nhiều cầu thủ cũng xác định là đá xong trận đấu này là tôi sẽ cởi áo và trả lại cho khán giả, coi như sứ mệnh lịch sử của tôi kết thúc. Tuy nhiên có một điều đáng mừng là rất nhiều cầu thủ sau đấy vẫn còn gắn bó lâu dài, phần lớn thì sẽ còn gắn bó lâu dài và đá những năm giải A1 đầu tiên của hai miền. Thể công không vào được trước thì đội đường sắt đi, và cũng thật là ngẫu nhiên khi hai đội gặp nhau ở trận đấu đầu tiên giữa hai miền lại là hai đội của miền Bắc và miền Nam vô địch đầu tiên. Đường sắt thì không đánh giá cao bằng thể công, nhưng thể công lại không dự giải năm 1980, thành ra đường sắt là thắng Than Quảng Ninh và vô địch cái giải năm 80. Thế rồi sau một loạt những đội của phía Bắc vô địch tiếp theo thì cả Sài Gòn chính là đội phía Nam đầu tiên. Thế thì tôi cho rằng là cũng có những cái tiếc nuối là những cái đỉnh cao của các thế hệ cầu thủ thể công và cả Sài Gòn không được gặp nhau ngay sau ngày đất nước thống nhất. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta thấy là chức vô địch đầu tiên là đường sắt, rồi bên kia bên phía Nam là cảng Sài Gòn, thì nó cũng là một cái tưởng thưởng và cũng là một cái dấu mốc. Thời đó thì bóng đá miền Nam trước năm 75 cũng rất là phát triển, đúng không? Đã đứng hai lần đứng hạng tư châu Á là năm 56 và năm 1960, vô địch cúp Merdeka, đã từng thắng Nhật Bản, thắng Hàn Quốc và thắng Thái Lan, và thắng nói chung là không khó gì cả, anh không nhỉ? Và thời điểm đấy thì tôi nhớ rằng là họ còn vô địch cả cái giải tiền SEA Games đó, giải tiền SEA Games là năm 1959 là SEAP và là SEAP, và mãi cho đến năm ngoái khi mà chúng ta vô địch SEA Games ấy thì nhiều người nói là đây là lần đầu tiên chúng ta vô địch SEA Games. Trên thực tế thì phải nhắc đến cả cái giải năm 1959 nữa. Và trên thực tế thì vào thời điểm mà trước khi thống nhất thì đội tuyển miền Nam Việt Nam là đã là một thành viên của FIFA rồi, tức là về vị trí, về vai vế của nó là của đội bóng đấy cũng không phải là một đội bóng mà đáng bị khinh thường này, đánh thấp chẳng hạn. Còn tôi muốn bổ sung thêm một chút cái chi tiết về cái trận đấu mà giữa cảng Sài Gòn với cả tổng cục đường sắt năm 1976 đấy, thì tôi có đọc ở đâu đó nó rằng là thực ra ngoài câu chuyện liên quan thể công là nó hơi tế nhị một chút vì đấy là đội bóng của quân đội, thì còn một chi tiết khác là người ta coi trận đấu đấy là một trận đấu mang tính biểu tượng bởi vì cả cảng Sài Gòn và tổng cục đường sắt là những đội bóng của giai cấp công nhân đấy, thì nó có ý nghĩa nó hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà trước đấy thì cái trận đấu đầu tiên ở miền Nam sau khi được giải phóng là diễn ra đúng vào ngày mùng 2 tháng 9. Và cũng là hai đội bóng của miền Nam đấy luôn. Và khán giả đến sân xem rất là đông và rất là thích. Tôi cảm thấy rất là tiếc là những cái tư liệu liên quan đến hình ảnh, liên quan đến những trận đấu này thì bây giờ không khó còn quá, đã, rất là khó. Không có được ảnh còn khó. Có một điều đặc biệt là ngay cả cái trận đấu mà chúng ta nói đến, tức là muộn hơn sau gọi là ba năm đấy, là năm 79 khi mà thể công đá với cảng Sài Gòn trên sân Thống Nhất năm 79 vào ngày mùng 10, tôi nhớ ngày mùng 10 hoặc ngày 11 tháng 5 gì đó của năm gần đúng nghĩa là cũng gọi là gần hơn 40 năm rồi đấy, 41 năm rồi đấy, không có một tấm ảnh nào cho đến lúc này. Tức là ít nhất là những gì mà tôi, một người cũng tương đối gắn bó với cái lịch sử của thể công có được, thì đều là những hình ảnh, có thể là ảnh chụp, có thể là ảnh báo, nhưng đều là diễn ra trước trận đấu. Thế còn ảnh về chính trận đấu đấy thì không ai giữ được. Thì cho lúc này tôi chưa nhìn thấy một người nào có, mà kể cả những người sưu tập thuộc dạng là tên tuổi, gọi là cực kỳ gọi là chăm chút với những cái gọi là cái gọi là di vật đấy, mà cũng không hề có một cái ảnh nào ảnh của trận đấu 79 đấy. Ảnh của trận đấu năm 79 là nhỉ. Thế mới là qua diễn đàn này chúng tôi rất mong là bất cứ một quý vị khán giả nào mà có được những cái tấm ảnh như thế thì xin gửi về chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết sức là biết ơn và chúng ta sẽ còn có dịp để quay trở lại nói về trận đấu này, đúng không? Đó là một trận đấu mà thực sự mà nói thì như thế anh em chúng ta thì không thì được nghe thôi. Tôi kể không, thôi. Thực ra thì lại còn một chi tiết nữa. Xem thì tôi có được xem.
nhưng đó đã là từng phát sóng rồi. Cũng là băng hình. À, băng hình. Băng hình của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã từng làm tường thuật trận đấu đó và chuyển ra phát sau thì chúng tôi đã được xem. Tôi nhớ là tôi đã từng xem cái hình đó ngồi trong một cái phòng của đoàn thể dục thể thao quân đội, tức là đoàn thể công ấy, vào quãng sau đấy khoảng một vài tuần thì có được xem. Tuy nhiên là cái băng hình đó thì cũng là 41 năm và cái thời mà tôi với anh Quang Huy làm ở phòng thể thao V3 thì cái điều đó là cũng là một cái điều nằm ngoài cái khả năng kiểm soát của chúng tôi rồi. Chúng tôi cũng không nhìn thấy cái đấy, mặc dù là hỏi các tiền bối thì các tiền bối cũng đều gật gù rằng đâu đó nhưng đã có chuyện đó, nhưng rất đáng tiếc. Tức là thế này nè, cái trận đấu đấy thì đài truyền hình Hồ Chí Minh tường thuật và bình luận viên là anh Trương Nghĩa Tiến, có lẽ chúng ta phải gọi là chú là bác chứ không phải là anh, thế thì có gửi ra ngoài này và phát sóng trên truyền hình Việt Nam thì nhưng mà nghe nói là hình như phát xong lại phải trả lại băng cho trong đấy. Thế rồi sau này bọn tôi cũng có hỏi qua cả hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương, rồi là cả điện ảnh quân đội, rồi là cả phía Nam nữa, thì các anh ấy nói rằng là có thể là có một cái đợt mà hình như đài Hồ Chí Minh bị cháy kho ấy, có một cái đợt bị cháy đài thì mất cái tư liệu trong cái vụ cháy đấy. Thế thì cũng có những người nói rằng là có những cái danh thủ cũng đã in sao được dưới dạng băng VHS, gọi là băng hoặc là băng 8D của ngày đấy, nhưng mà mọi người cũng nhớ mang máng là ông A ông B nào đó có cái băng đấy, nhưng mà sau đấy lại cụ thể thì không nhớ được. Hiện nay có thể là ở nước ngoài mất rồi chứ không còn ở Việt Nam. Thế còn thực ra cái hình hài của trận đấu qua ảnh là thực ra đến ngày hôm nay chúng ta vẫn nhìn thấy, nhưng mà lại là chụp qua những tờ báo, chứ còn một cái ảnh vuông vức để mà anh em mình scan chuẩn mực là không có. Mọi người có nói cái ảnh mà ý tôi nói chụp qua là một tờ báo ảnh này. Mà ảnh mà hai đội chụp chung nhau trước trận đấu là cũng không có luôn. Đúng rồi, không có. Không có một cái hình ảnh tặng hoa nào của gọi là tổ trọng tài với đội trưởng. Đấy là trận cả Sài Gòn thể công đấy hả? Tức là bên này hình ảnh thi đấu là có cái tờ báo Tin Sáng mà ra ngay sau ngày đấu thống nhất ở Sài Gòn ấy, tờ Tin Sáng là có bài và có ảnh chi tiết về trận đấu đấy. Nhưng mà đúng là toàn ảnh thi đấu thôi, là chứ không có ảnh hai đội thì chụp lại trên báo. Sau cái trận đấu đấy thì cái các báo chí ở Thành phố Hồ Chí Minh ấy thì viết rất là nhiều, tức là trước trận đấu thì đã đành nói nhiều, bởi vì là đợt thi đấu đấy thì Công an Hà Nội cũng vào. Công an Hà Nội vào đá với cả Sài Gòn trước thể công khoảng một tuần. Và Công an Hà Nội thì thua cả Sài Gòn 1-3. Thì một tuần sau thì thể công đá với cả Sài Gòn thì thắng 2-1. Và sau trước sau các trận đấu thì đều có những cái bài viết tường thuật phân tích. Rất là ngày kỹ. Ngày đó phải nói rằng là các nhà báo tiền bối ấy, ví dụ như là ông Chánh Trinh chẳng hạn, thì viết cực kỳ chi tiết. Chúng ta có thể hồi đấy chúng ta chưa có những phương tiện xem lại những bài viết đó ngay bây giờ để tưởng tượng, để hình dung thì chúng ta cũng thấy nó rất là nhiều điều thú vị, mặc kể cả là cái cách họ viết bài, họ tường thuật, kể cả cái cách mà họ dùng những cái gọi là điển tích ở câu chuyện quá khứ ra để họ vận dụng vào những cái trận đấu đấy, về rồi nói rất là thú vị đấy, giống mà... như là viết chuyện hơn đúng không? Rồi còn về riêng về cái trận đấu đấy thì tôi có thể nói là một điều như này này, nó tính chất căng thẳng của nó dẫn đến việc là trận đấu không thật sự là quá hay về mặt chuyên môn đâu. Nó không phải là một màn trình diễn, nó không phải là một cái thứ bóng đá để mà người ta cảm nhận được gọi là nhớ theo cái kiểu là hai đại diện trình đá diễn đẹp của hai miền đấy, đúng rồi. Nhưng nó là một trận đấu mà thứ nhất là đúng nghĩa là so tài ở đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, bóng đá Việt Nam ở thời điểm đó. Vì cho đến lúc đấy thì cả Sài Gòn vẫn là đội hay nhất của miền Nam, cả về mặt danh hiệu lẫn gọi là những cái tên tuổi trên sân. Cho dù ở trong đội hình thi đấu của họ có một số cầu thủ ở cái độ tuổi tương đối lớn như anh Tam Lang thời điểm đó đã khoảng 36-37 tuổi, ở bên phía thể công ấy thì gần như còn nguyên cái đội hình gọi được gọi là 65 đấy à? Bất bại từ lứa 65 ấy thì còn tương đối nhiều, phải còn khoảng hơn một nửa đội hình. Đấy, và họ cũng chơi một cái trận đấu đấy thì tôi nhớ rằng là ông Nguyễn Trọng Giáp và ông Nguyễn Văn Nhật có những cái khoảnh khắc cuối cùng trong đội 1, trong áo đội 1 của thể công. Vì sau đó thì các ông ấy cũng không còn thi đấu nữa, nghỉ thi đấu luôn. Và năm 1980 thì đấy chúng ta thấy rằng họ cũng không có giải vô địch quốc gia mà. Thế nên ra là cái trận đấy thì không hay về mặt chuyên môn nhưng mà lại rất hay về mặt chiến thuật của thể công. Bởi vì nếu không dùng chiến thuật ấy, thì họ không thể thắng được. Nếu đá theo đúng kiểu gọi là cả Sài Gòn, theo kiểu truyền thống của cả Sài Gòn là đá nhỏ, đá ngắn thì thể công cũng đá cái vào loại cỡ cũng tương đương, chất lượng con người thì chúng ta cũng hiểu mà. Thế nhưng mà nếu mà đá như thế thì Công an Hà Nội đã thua 1-3 rồi. Đấy, thì nhưng mà nên phải có mẹo, phải đá bằng một cái chiến thuật khác, bằng một phong cách khác, tức là đá bóng trung bình, đá dài, bằng tốc độ, bằng sức, và họ thắng bằng những cái thứ mà tôi nghĩ rằng
nó có một cái điểm đặc điểm của cái thời điểm đó, vì bóng đá miền Bắc vào thời điểm đó có cái sự giao thoa và tích lũy từ cái việc giao lưu với các nền bóng đá tiên tiến như là Trung Quốc, như là các nước ở Đông Âu. Thế ra là cái bàn thắng của anh Đỗ Văn Phúc, bàn thắng mà mở tỷ số ấy, là một quả đá phạt góc thẳng vào lưới. Nó là một sự khác biệt hoàn toàn so với bóng đá miền Nam vào thời điểm đó, vì khi đó bóng đá miền Nam người ta chưa có khái niệm và được tiếp cận nhiều với những quả tạt ở tầm xoáy và ngang, chủ yếu đá nhỏ và đá câu. Nếu có tạt thì là những quả câu vào. Và thực ra Thể Công thua một quả ở trong trận đấu đấy là quả đánh đầu của anh Ngôn ấy, thì cũng là một quả câu mà Trung Vệ thì nhường thủ môn và hai người nhường nhau, và anh Ngôn anh đánh đầu ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2. Thế thì nhưng cái ý quan trọng nhất là Thể Công đá bằng cái tốc độ, bằng đường truyền trung bình và dài, nó khác hoàn toàn với đá ngắn. Đá ngắn của cả Sài Gòn thì rất là nhuyễn, rất là hay nhưng mà chậm, dẫn đến chuyện là họ không thể là người làm chủ của trận đấu đấy. Và cái điều này cũng được nhắc đến tương đối nhiều trong những cái bài viết của ông Chánh Trinh sau khi kết thúc trận đấu. Có một cái cũng thiệt thòi với các đội bóng phía Nam, đấy là sau ngày đất nước thống nhất thì cái việc đi xuất ngoại với các đội phía Nam là rất khó khăn. Đúng rồi. Trong đó miền Bắc thì được giao lưu với các nền bóng đá sở chủ nghĩa, và cái cách đá mà theo kiểu là chạy chỗ không bóng là đã vận dụng được với những đội của Việt Nam rồi. Có yếu tố hiện đại. Có yếu tố hiện đại, có chiến thuật chạy chỗ không bóng. Còn các đội ở phía Nam đa số là vẫn đá cái kiểu cầm bóng, đá tại chỗ và cầm Barcelona. Bóng. Mặc dù đẹp mắt. Spartak đúng không? Và tôi nhớ lại trận đấu giữa Tổng cục Đường sắt với cả Sài Gòn thì Tổng cục Đường sắt thắng 2-0 đúng không? Hai bàn thắng là do anh Trung và anh Lê Duy Hải. Cái bảo ông Lê Thị Hải ông sút một quả cũng phải gần 40 mét đấy. Cái năm 79 ấy là ông một người khác rất nổi tiếng bóng đá miền Bắc là ông Từ Nhi Hiển, trong trận thua của Công an Hà Nội ấy cũng có một cú đá vô lê đúng cái gọi là sở trường của ông ấy, cũng phải cỡ đâu đó khoảng 30 mét. Trời. Đấy. Ông Từ Nhi Hiển ấy cũng là một tiền đạo rất nổi tiếng của bóng đá miền Bắc đúng không? Và bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn tiếp theo, là sau cái năm 79 đấy thì bắt đầu năm 80 là tổ chức cái giải vô địch quốc gia đầu tiên, A1 đấy là gọi là giải A1 à? Hay là giải A1 toàn quốc. A1 toàn quốc. Lần thứ nhất. Lần thứ nhất mà hồi đấy thì có 18 đội, nhưng cuối cùng Thể Công thế nào lại bị rút, đúng không? Thành ra là chia ba bảng đá và cuối cùng thì Tổng cục Đường sắt là đội lên ngôi. Đúng rồi. Tổng cục Đường sắt là đội lên ngôi. Nhì là Công an Hà Nội và thứ ba là Hải quan. Khi đó thì cái mô hình Than Quảng Ninh nhì chứ. Không, Công an Hà Nội. Công an Hà Nội nhỉ. Cái mô hình thi đấu của chúng ta ở giai đoạn đó nó cũng hơi phần giống như cái cách mà người ta thường tổ chức World Cup ấy. Tập trung là 3 tháng thôi đã xong. Đã đành nhưng mà nó có cái mô hình tức là đá vòng bảng này, các vòng bảng này, thì xong là đá cái vòng chung kết. Thì có năm ấy, trong những năm 80 đây thì có năm ấy thì là có trận chung kết chính thức, nhưng có năm ấy là một vòng chung kết. Một vòng chung kết. Ví dụ như là cái năm 80, cái 1980 thì là ba đội cuối cùng đá vòng chung kết. Thì có nghĩa là ba đội đầu bảng đá vòng chung kết. Thì có nghĩa là sẽ có hai trận đấu đầu tiên. Và sau hai trận đấu đầu tiên ấy thì đội nào hai đội mà gọi là đội ví dụ như là trận đấu đầu tiên ấy đội nào thua ấy, trận đấu đầu tiên ấy thì sẽ đá luôn cái trận thứ hai. Và hai cái đội thắng của hai cái trận đầu ấy sẽ đá trận cuối cùng như là trận chung kết, thì là Đường sắt đá với Công an Hà Nội trận cuối cùng. Thì trận đấy là trận chung kết không chính thức. Và Đường sắt là đội thắng. Và người tại sao tôi nhớ chi tiết đấy, bởi vì nó có cái việc là ông Lê Văn Đặng ấy là người ghi bàn thắng cuối cùng của cái mùa giải đầu tiên đấy. Và năm đấy ông cũng là vô vào lưới, một cái con số mà người ta vẫn còn hơi tranh cãi một tí là 10 bàn hay 11 bàn. Thì ông Lê Văn Đặng của Công an Hà Nội là người ghi bàn thắng cuối cùng của cái trận đấu cuối cùng mùa giải 1980, mặc dù đấy là trận thua của Công an Hà Nội. Mùa giải thứ hai là kéo dài những hơn một năm, là đá từ tháng 3 năm 81 đến tháng 4 năm 82. Thì gồm có 14 đội chủ hạng cái mùa trước đúng không? 14 đội trước và hai đội mới lên hạng, được coi là lên hạng, trong đó là có Thể Công ấy. Thì đã chia làm hai bảng và đá, lấy ba đội đầu mỗi bảng và đá vòng chung kết. Và kết quả thì Thể Công vô địch, Quân khu Thủ đô thứ nhì và Công an Hà Nội thứ ba. Năm đấy cũng thế, năm đấy cũng là cái vòng chung kết cũng sẽ là đá một vòng tròn như vậy. Bây giờ chúng ta nhớ nhá, như vậy là đầu tiên là Đường sắt, năm thứ hai là Thể Công, năm 81, 82 là Thể Công, năm 82, 83 lại là Thể Công, 82, 83 Thể Công, 84 là Công an Hà Nội, năm 82, 83 là năm đầu tiên có trận chung kết chính thức là Thể Công thắng Công Hải quan ở sân Đằng Đẫy 2-1, và một năm sau thì năm 84 một trận chung kết khác là Thể Công Công an Hà Nội, và thì có cái chi tiết là ông Khánh vào sân đẩy được quả phạt đền cả một mùa giải ông Trần Văn Khánh không bắt bất cứ một trận đấu nào trừ khoảng 15 phút cuối của trận chung kết đấy, sau khi ông Đỗ Văn Phúc phạm lỗi với ông Đinh Xuân Hảo đấy, một cái cú gác chân vào đằng sau gáy này thì quả phạt đền, lúc ấy tỷ số đã là 2-1 rồi. Thế mà ông Lê Văn Đặng thì được giao quả đá và ông Trần Khánh là đi được vào thay ngay, nhưng mà
không cần phải đi dọc cái đường biên theo hình gọi là thức thợ này đâu, mà chạy chéo vào trong, thẳng vừa đi vừa khởi động. Thay ông Tuấn nhỉ? Tuấn Quân Qua và vào và đẩy được cái quả phạt đấy, nhưng mà thì cầu không lội ngược lại, vẫn thua. Vì đấy tôi nhớ là hình như là đá ở cái quả phạt để nó đá ở cửa số 13, cầu môn cửa số 13 bên phía bên phía Cát Linh, không phải đường Cát Linh, Cát Linh. Tôi có may mắn là đứng, tôi ngồi sau đấy, tôi ngồi sau đấy, tôi thì ngồi ở cửa 8 bên kia, tôi ngồi ở cửa 13 bên này, là cùng với bố tôi được xem cái quả đó, mà hồi đấy được ra sân chỉ nói tôi thật là hạnh phúc vô cùng. Năm với lại năm đấy nó còn có cái Escadia 84 rồi, đúng rồi. Và ông Khánh thì đấy cũng là một cái hâm nóng của ông ấy, bởi vì Escadia 84 là giải đấu chính thức ông ấy từ giã vào cuối năm. Thì ông Khánh có cái tâm lý tốt từ cái đợt đấy thì bắt Scaria cái giải giã từ rất là hay. Rồi. Thế năm 85 là Công nghiệp Hà Nam Ninh. Năm Công nghiệp Nam Ninh thắng Sở Công nghiệp cũng trên sân hàng đấy. Sở Công nghiệp Thành phố 3-1. Năm 86. 86 là Cảng Sài Gòn. Cảng Sài Gòn là vô địch sau khi đá một cái vòng tròn, cái vòng chung kết ấy. Thì họ thắng cả 5 trận và vô địch với 10 điểm ở cái vòng chung kết đấy. Năm 87. Năm 87 là thể công một lần nữa. Thể công. Là năm thắng 8... Quảng Nam Đà Nẵng. Cái lứa mà các anh gọi là... Sau đó sau này, là Đà Nẵng rất hay đấy. Nhưng mà năm 87 là họ đã bắt đầu lên rồi. Nhưng họ thua Thể Công ở trên sân Quy Nhơn 0-1. Bàn thắng là của anh Đặng Văn Dũng ấy. Sau này về đá Công an Hải Phòng ấy. Đúng rồi. Năm 88. Năm 88 không có giải. Không vì có đấy giải. Là cái năm đỉnh cao của khó khăn. Không tổ chức được giải. Cuối bao cấp. Năm 89. Năm 89 thì Thể Công vào chung kết với Đồng Tháp. Và anh hồi đấy Trang Văn Hùng rồi... Anh Tuấn ghi bàn. Anh Tuấn số 8. Hồi đấy là Công Minh đã bắt đầu lên đội 1 rồi. Nhưng chưa được đá. Nhưng mà chỉ có một chi tiết này. Mấy anh Đồng Tháp là tóc bú bê. Nó có một chi tiết này mà bây giờ tôi ngồi đây tôi mới nhớ ra. Mà mọi người có một người nào đó đã nhắc tôi là Đồng Tháp là đội đầu tiên ở giải vô địch bóng đá quốc gia của chúng ta vô địch sau khi lên hạng, chứ không phải là Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai thời V-League. Bởi vì là Đồng Tháp là lên hạng sau khi đá cái giải hạng A2 ở năm 87. Nhưng 88 không đã giải. Thì có nghĩa là năm 89 là giải đầu tiên, thì thành ra là họ là đội đầu tiên vô địch sau khi lên hạng. Sau đó thì Đồng Tháp, mà tôi nhớ là hôm đấy là tôi cũng ngồi ở giữa sân hàng đẫy cơ, nhưng mà ở đấy sân hàng đẫy ở Canada nó có mấy cái cột. Đúng rồi. Chỗ trên của tôi thế nào nó ngồi đúng ở cái cột đấy. Cái trận năm 89 thì tôi có cái vinh dự là thay anh ngồi ở cái cửa số 8. Ra cái ngồi ở chỗ cửa là Nguyễn Thái Học. Hôm đấy thì tôi lại ngồi cửa 11 bên HTV, nắng xiên khoai buổi chiều. Đúng rồi, còn khủng. Xem trận đấu đấy, hồi đấy mình cũng thích lắm, bởi vì rồi Thể Công nhá, anh Quản Thế Hùng này bên phải là anh Đoàn Công Tuấn à? Không, Đoàn Công Tuấn là góc trái. À góc trái. Trái. Ờ nhưng Tuấn, nhưng mà hồi anh để tóc dài. Đúng rồi. Đấy, trông hâm mộ lắm, trông nghệ sĩ lắm. Số 4 nhỉ, rất nghệ. Trận đấu đấy là tôi chứng kiến một cái chuyện này, có lẽ là duy nhất tôi thấy sàng đấy, tức là ném người vào để mua vé, tức là một đội ở phía Nam mà một đội phía Nam ra tranh với cả câu lạc bộ quân đội mà lại trận chung kết đá ở sân hàng đấy, thành ra khán giả khắp cả nước đổ về và người ta nhấc nhau lên, người ta ném vào đám đông, ném một người đi khoảng vài ba mét để mà lấn sân và giành cái lợi thế mua vé, rất là hiếu kinh hoàng luôn. Năm vừa 89, năm 90. Năm 90 là Thể Công vô địch lần nữa. Và đấy là trận chung kết đầu tiên được tổ chức ở Nghệ An. Đá ở sân Vinh. Đá sân Vinh thắng 4-0 và 4-0 và lại thắng quả Nam Đà Nẵng. Thì 91 thì mới là... Và lứa đấy là cái trận đấy là trận coi như gần như là cái sự gọi là chào sân của Hồng Sơn. Của chào sân và cuối cùng của cái thế hệ trước đó đúng không? Thực ra cái hệ trước ấy thì... Năm 87 là cái đi hết rồi. Các anh như anh Phúc, anh Đinh Văn Tuấn, anh Hoa Mạnh Hưng ấy, là sau khi đi đá Escadia năm 84 thì ở lại Thể Công này cùng với lứa Tiến Lâm các thầy khác, thì anh Lê Đại Dương nữa cùng Cuba lên ấy, thì đá đến năm 87 xong thì các anh một gần như là đội hình chính ấy, là các anh đi lao động hợp tác ở Đức đấy. Rồi đấy thì năm 91 thì bây giờ mới là thời của Đà Nẵng đây đúng không? Năm 91 là Hải Quan. 91 là Hải Quan. 92 mới Đà Nẵng nhỉ? 91 là thắng Hải Quan, thắng Đà Nẵng. Luân lưu. 92 mới là Đà Nẵng. Tức là chúng ta nhớ cái lứa tài năng của Đà Nẵng là thua 3 lần chung kết thì họ năm 92 mới vô địch được. Thời đó là nó có Đà Nẵng có những ai nhỉ? Trương Văn Lợi, Trương Văn Lợi này, Thông Tuân, Bùi Thông Tuân Trung này, Kim Tuấn, rồi anh Phan Công Thìn, anh Lê Văn Sinh, anh Trần Minh Toàn, Phan Thanh Hùng, Hà Xá. Phan Thanh Hùng, Hà Xá thì thực ra là ít cũng được đá rồi, ít được đá, trẻ hơn. Nhưng mà là cái đội hình chính mà thường là ra, thậm chí là ra sau này ra tuyển rất nhiều là anh Toàn, anh Hùng, anh Sinh, anh Phan Công Thìn, anh Tuân, ông Tân,
hai anh em Tuân Tân và thủ môn Trương Văn Lợi. Cầu nữa, viết cầu. Viết cầu. Ừ. Cầu là như là mặc áo số 14 thì phải. Đấy, 14. Rồi, thế năm 93. 93 tôi nhớ không nhầm, hình như là 93 94 là cái một cái giải gộp lại Cảng Sài Gòn. Và Cảng Sài Gòn là đội vô địch. Ừ. Đấy là chức vô địch thứ hai của Cảng Sài Gòn. Cái năm nào mà xong thể công thì thôi nhỉ? Cái năm năm đấy là năm 95. Năm 95 à, đây đây 94. Thôi, tức là cái vụ anh nói cái vụ đấy đấy đang xong thôi không đá đấy, xong lại đá đấy. 95 tức là cái vụ mà thay trưởng đoàn đấy hả? Đó là ra quyết định thay trưởng đoàn. Đến 93 94 thì cả Sài Gòn. Cả Sài Gòn. 95 thì đến cái câu chuyện là Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thắng từ Thiên Huế của Minh Văn Bảo là huấn luyện viên trưởng. Rồi, như là 95 là có cái vụ là vòng chung kết ngược. Vòng chung kết ngược. Chung kết ngược xong thể công bảo thôi không đá nhưng xong lại 3-4 đội thì là mới gọi là dùng nhau là vì tiêu cực không đá. Thế nhưng mà đến phút cuối thì lãnh đạo quân đội bảo là kỷ luật cái ông trưởng đoàn, thay trưởng đoàn đi đá, bắt anh em đá thì là thể công đá với lại Hải Quan vẫn đá đều được phải. Vâng, thì là hai đội đá và hai đội được phép ở lại. Thế còn mấy ông kia là bị kỷ luật. Cái vụ đấy là sau này có thể viết chuyện được ấy. Tức là có những người là danh thủ nhưng mà người ta đã chứng kiến cầu thủ đấy cầm súng. Đấy, nhưng mà một ngày nào đó chúng ta sẽ điểm lại. Năm 1996. 96 là Đồng Tháp. Đồng Tháp. Là cái sự kiện nó không vui lắm là cái cầu thủ đuổi chúng ta. Trung Văn Mùi đấy, Mùi anh thôi hẳn. 97. Cảng Sài Gòn. Cảng Sài Gòn. Đấy là bắt đầu đến cái giai đoạn mà chúng ta bắt đầu đá theo cái thể thức league rồi. 96 thực ra bắt đầu đá rồi. Nhưng 96 vẫn có một cái vòng chung kết và có cái trận chung kết của Đồng Tháp với cả Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng năm 97 là bắt đầu đá theo đúng thể thức league là lượt đi lượt về sân khách sân nhà. Thì ông Cảng Sài Gòn vô địch ở trên sân của thể công. Tức là lượt trận cuối cùng đúng khi rồi. Mà những trận cầu khác có lợi cho ông ấy thì là ông ấy hòa thể công không đều. Thì chúng ta đều chứng kiến sân là cột trên sân cột cờ thì toàn đội ăn mừng sau khi nghe ngóng kết quả các trận đấu khác. Năm 96 là năm đầu tiên mà bóng đá Việt Nam có cái kiểu là khán giả nhà là được chứng kiến từ đầu đến cuối giải đội của mình thi đấu trên sân nhà. Chứ còn trước đấy là toàn đá đâu. Nhưng nó vẫn còn có cái đuôi là vòng chung kết. Đúng rồi. Đấy, đuôi vòng kết. Nhưng mà trước đó là từ những năm khoảng 95-94 là chúng ta thấy là các đội bóng là đi đá ở các cái vùng khác nhau. Ví dụ như là bảng của tôi là bảng miền Trung chẳng hạn, hay là bảng miền gọi là miền Nam Bộ chẳng hạn, thì cứ đá ở trong cái khu vực đấy thôi. Sau đó vòng chung kết đâu đó, và thường là vòng chung kết thì người ta thường hay đưa ra Hà Nội, nhất là những trận đấu cuối cùng. Đấy, và năm 98 thì thể công đúng không? Thời của ông công. Liêm đấy, ông Hà Quang Liêm đấy làm trưởng đoàn đấy, làm rồi. Giám đốc trung tâm. Đúng rồi. Hồi đấy cũng làm cái coi là cái chức vô địch cuối gần cùng, nhất cuối cùng rồi gì nữa. Và họ là đội xác lập thêm một cái kỷ lục là 5 lần vô địch quốc gia. Sau này thì đến năm vừa rồi thì câu lạc bộ Hà Nội mới san bằng được cái kỷ lục đó. Wow. Tất nhiên nó là ở hai cái gọi là kỷ nguyên khác nhau. Năm 99. Năm 99 là năm không có giải vô địch quốc gia. Không có giải. Nó thay bằng sao cái giải. Giai đoạn đó thì nhiều người chấn nói chỉnh lại, nhưng mà nói chấn chung chỉnh lại vấn đề kỷ luật với tiêu cực. Có phải gọi là đội mạnh không? Không, nó gọi là giải tập huấn. Giải tập mùa xuân 1999. Hồi đấy năm 99 có giải giao hữu Đan Hin Cup gì đấy đúng không? Đan Hin Cup là đội tuyển. Đội tuyển. Này, không, 97 98 là có Đan Hin Cup. Tức là tập trung 8 đội xếp thứ hạng cao nhất vào đá ở một sân. Đấy, năm 97 thì tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn 98 là Vinh, là mấy anh em mình đi Vinh cả rồi, thì tập trung 8 ông mạnh nhất đá chéo tứ kết, xong bán kết, xong chung kết. 99 vẫn có cái giải đấy. Đấy, thì là đá ở Hải Phòng. Hải ở Lạch Tray thì là Công an Hà Nội có được một chức vô địch. Sau nhiều năm cái lứa của Minh Hiếu, chức vô địch duy nhất là thắng Sông Lam Nghệ An mà có 6 cầu thủ giờ chót và là ăn hải sản anh em là bụng dạ là không đá được. Nhưng mà cái giải mà đáng nhớ nhất là cái giải mùa xuân năm 99 để tập huấn ấy thì là Sông Lam Nghệ An vô địch. Sông Lam Nghệ An thắng Công an Hà Nội đá phạt đền ấy. Gọi là giải hạng nhất mùa xuân 99. Năm 2000 thì bắt đầu kỷ nguyên của V-League rồi. V-League rồi. Là Hoàng Anh Gia Lai. Thực ra thì vẫn chưa có một giải 2000 nữa. Giải 99 2001 bắt đầu V-League. Không. Cái giải mà chính thức được gọi là kỷ nguyên bắt đầu kỷ nguyên V-League ấy thì nó gọi là giải 2000-2001. Thế còn giải 99-2000 thì nó Sông có tên là Strata Vili. Nhưng mà thực ra người ta chưa nó gọi là như cái cách gọi của VFF hay là cụ thể thời điểm đó là ông Phạm Ngọc Viễn tổng thư ký thì ông nói là chuẩn bị chuyên nghiệp. Nó gọi là bán chuyên gì đó. Thế nên nó thì đấy là giải mà Sông Lam Nghệ An vô địch và rồi, đó rồi. Là giải đấu mà chính xác là đầu tiên mà chúng ta có thấy cầu thủ ngoại đúng không? Đúng rồi. Enoch Kembe đấy, Idi Batuize với lại anh Ronan Martin ở Công an Hải Phòng. Phòng. Vâng, thế thôi thì bây giờ chúng ta nói về chuyện lịch sử vậy thôi, bởi vì kể từ nguyên V-League thì chúng ta bắt đầu nói V-League nhiều rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái này chúng ta chốt lại này, là những năm đầu tiên có giải A1, đầu thập niên 1980 là miền Bắc là thống trị một giai đoạn. Nhưng mà đầu thập niên 90 là khu vực miền Trung và phía Nam. Bởi vì có lẽ là chuyển đổi cơ chế trong khi người ta mạnh hơn và rất nhiều cầu thủ phía Bắc là vào Nam thi đấu cho các đội phía Nam. Đấy thì hai cái thập niên là một bên là miền Bắc, còn năm sau là thập niên sau là miền Nam.
Thế còn cái giai đoạn mà 99-2001 là giai đoạn hoàng kim của Sông Lam Nghệ An. Thực ra là họ vô địch 3 giải liền. Đấy, giải giải hạng nhất mùa xuân 99 vô địch, giải 9-2000 vô địch và V-League đầu tiên là đội bóng xứ Nghệ vô địch. Đấy mới là hoàng kim của Sông Nghệ. Đó là với những cái tên nào nhỉ? Giai đoạn đó hả? Giai đoạn đó thì là họ đã có Võ Văn Hạnh rồi. Rồi. Anh em Hùng Thủy Sơn vẫn đủ. Có Hữu Thắng, có Lê Văn Lưu. Có Thành Long Sơn góc phải, có cái cậu gì Quang Trường, cái gì có Văn Tiến giữa mà Phan Thanh Tuấn, Phan Thanh Tuấn mà gầy một đám lá rất có hay. Cặp tiền đạo anh em Hùng Thủy. Đấy thì nói chung là đội hình đấy là một cái đội hình cũng mạnh, và thực ra đến năm 98 thôi là Thể Công đá với họ là cũng rất là khó ăn. Nói chung là thua là chính. Đặc biệt là Sơn Vinh là rất là mệt. Đấy thì chỉ thua là chính, thua Sông Lam là bình thường. Tôi nhớ như năm 98 là Thể Công thua hai trận sân nhà, là một trận Công an Hà Nội và một trận Sông Lam. Sông Lam thì hòa không đều cột cờ. À không đều, đúng không? Hòa không đều, đúng rồi. Nhưng mà trận Sông Lam, trận trên Sơn Vinh là hòa một đều. Cũng hòa một hòa, cũng hòa và hòa. Cái trận đấy là nghe đâu cũng phải có gọi là viện binh thì mới đưa được đội về. Hộ tống. Mình còn làm phóng viên, làm bản tin, mình có đưa tin. Thôi, thì chúng ta sẽ nói chuyện về V-League thì chốc các chương trình sau. Chúng ta sẽ nói về V-League khi nó lên chuyên nghiệp. Còn bây giờ chúng ta đã ôn Cố Chi Tân là từ câu chuyện từ trước khi có giải chuyên nghiệp, đúng không? Trở ngược về cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu thống nhất đất nước.